ơi. Dạ. Hai cô mới đang cùng học số 4, số 5 và số 6 nhá. Có. Ở đây cũng có số 4. Cao à? Số 4. Số 4 cao. Ừ, đúng rồi. Số 5. Số 5. Và số 6. Ông. Số 6. Số 6. Số 4. Số 4. Số 5. Số 6. Số 6. Nam chỉ có số 4 nào. Số 4. Đúng rồi, chỉ có số 5. Số 5. Chỉ có số 6 đâu. Số đúng rồi. Nam đưa cô số 5 nào. Đưa cô số 5. Đúng rồi, đưa cô số 5. Đưa cô số 4 nào. Đưa cô số 6. Đưa cô số 6. Đưa cho cô điện thoại không? Đúng rồi. Cô có số 5, số 4, số 6, số 6, 5. Đúng rồi, thôi để lại nào. Chỉ có cô số 6 đâu. Số 6 đâu. Đúng rồi. Hai Nam đưa cô số 6 nào. Đưa cho cô số 6, để em thay cô. Đúng rồi, đưa cho cô số 4 nào. Đúng rồi. Đưa cho cô số 5 nào. Đưa cho cô số 5. Đúng rồi, cô xin. Cô có số mấy đây? Số 4. Đúng rồi, số mấy đây? Số 5. Đúng rồi, Mai Nam cô có số mấy đây? 6. Số 6. Đúng rồi, Mai Nam rất sợ cô khen Mai Nam. Nam ơi. Dạ. Cô có đây, có gì nhỉ? Đúng rồi, sao mày đang? Xin cô. Xin cô ạ. Xin ạ. Nói lại nhá. Xin. Xin cô ạ. Nói lại, xin cô ạ. Xin cô ạ. Rồi, sao mày đang? Cô có cái gì nhỉ? Cá cầu. À, cái đầu, đúng rồi. Cá cánh. Cánh này. À. Cánh này. Mày đang viết cái đầu cả số vào cho cô nhá. Viết chưa? Viết xong chưa? Bây giờ, mày đang. Lấy. Số 1 đó. Lấy số 1 ghép vào, số 1 đâu? Ghép vào. Đúng rồi, ghép vào. Wow, số 1 ghép vào đây mà. Chính xác, số 2 đâu nhỉ? 2. Đúng rồi, số 2. Bây giờ đến số 3. Số 3 đâu? Số 3. Đúng rồi. Dạ. Rồi, và đến số 4. Số 4. Giỏi quá. Lấy cho cô số 5 nào. Số 5. Số 5 đâu? Chưa đúng, nhìn kỹ lại. Đang lấy cho cô số 5. Số 5. Đúng rồi. Số 6 nào. Số 6 đâu mấy anh? Số 6. Chính xác, con ghép vào. Rồi, số 7. Số 7. 8. 8. 9. 9. 10. Mấy anh ghép xong chưa? Có ạ. Xong rồi ạ. À. Xong rồi. Rồi, thế tôi xuống câu hỏi này. Số mấy đây? Số 3. Số 4. Đúng rồi. Số 3. Chính xác. Số 3. Số 3. Số mấy? Số 3. Chưa đúng. Số 4. Số 4. Số 4. Bạn ơi. Số? Số. Số 3. Số 5. Số 5. Số? Số 6. 6. Số 7. Số 7. 8. 8. 9. 10. Hết rồi. Chặn tay với cô nào. Yeah. Nam ơi. Dạ. Cô có này. Con gì nhỉ? Con cá cháu. Đúng rồi, sao mày đang? Xin cô. Xin cô ạ. Xin ạ. Nói lại nhá. Xin. Xin cô ạ. Nói lại, xin cô ạ. Xin cô ạ. Rồi, sao mày đang? Cô có cái gì nhỉ? Cá cháu. À, cái đầu. Đúng rồi. Cá cánh. Cánh này. Cánh này. Mày đang ghép cái đầu và số vào cho cô nhá. Ghép chưa? Ghép xong chưa? Bây giờ mày đang lấy số 1 đó. Lấy số 1 ghép vào. Số 1 đâu? Ghép vào. Đúng rồi, ghép vào. Wow, số 1 ghép vào đây mà. Chính xác. Số 2 đâu nhỉ? 2. Đúng rồi, số 2. Bây giờ đến số 3. Số 3 đâu? Số 3. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Và đến số 4. Số 4. Giỏi quá. Lấy cho cô số 5 nào. Số 5. Số 5 đâu? Chưa đúng, nhìn kỹ lại. Đang lấy cho cô số 5. Số 5. Đúng rồi. Số 6 nào. Số 6 đâu mấy anh? Số 6. Chính xác, con ghép vào. Rồi, số 7. Số. Số 7. 8. 8. 9. 10. Mày đang ghép xong chưa? Có ạ. Xong rồi ạ. À. Xong rồi ạ. Rồi, thế tôi xuống câu hỏi này. Số mấy đây? Số 3. Số 4. Đúng rồi. Số 2. Chính xác. Số 3. Số 3. Số mấy? Số 3. Chưa đúng. Số 4. Số 4. Số 4. Bạn ơi. Số? Số. Số 3. Số 5. Số 5. Số, số 6, 6. Số 7. Số 7. 8. 8. 9. 9.
rồi, đi xe đạp. Bạn đang làm gì? Ô tô. Chơi. Chơi ô tô. Đúng rồi. Bạn làm gì đây? Đeo. Nói lại nào. Đeo. Đeo ô trang. Đúng rồi. Bạn. Bạn ăn cháo. Đúng rồi. Đang nói lại cho cô một lần nữa nhá. Bạn. Bạn ăn cháo. Đúng rồi. Bạn học. Bạn. Bạn đi. Đi học. Đúng rồi. Nói lại nào. Bạn. Bạn đi học. Đúng rồi. Một lần nữa nhá. Bạn. Rồi. Yeah nào. Yeah. Rồi. Nói lại. Bạn. Bạn đi học. Giỏi lắm. Bạn làm gì đây? Bạn. Bạn. Bạn ném bóng. Con nói lại nào. Bạn. Bạn đá bóng. Đúng rồi. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. Stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Mai Lan ơi. Dạ. Hôm nay cô và Mai Lan cùng học lượng và số nhá. Có. Mai Lan, cô có số mấy đây? 1. Đúng rồi, số 1 thì sẽ tương ứng với 1. Đúng rồi, để xuống. Rồi, cô có số mấy đây? 2. Đúng rồi, số 2 thì sẽ tương ứng với 2. Đúng rồi, con xếp vào cho cô nào. Rồi, và cô có số mấy đây? 3. Đúng rồi, số 3. Số 3 thì sẽ tương ứng với mấy que tính nhỉ? 3, 9. Đúng rồi, con xếp vào nào. Rồi, Mai Lan ơi, đây là số mấy? 1. Số 1 thì tương ứng với mấy que tính? 1. 39. Đúng rồi, đây là số mấy nhỉ? 2. Số 2 thì sẽ tương ứng với mấy que tính đây? 29. Đúng rồi, và cô có số mấy đây? 3. Số 3 thì tương ứng với mấy que tính đây? 79. Đúng rồi, Mai Lan giỏi quá, ok Mai Lan ạ. Yeah. Một bộ chú buổi sáng
6 giờ cùng nhau chú nặng nhọc biết tính đường dài. Đúng rồi, đi thẳng. Số mấy? Một thôi. Đến không chậm. Còn anh bạn, Madam chú ý nhìn vào, nhìn vào chỗ cô chỉ nào. Còn anh bạn nhảy nhót hát ca gọi hái hoa, quên giờ lên lớp, cùng tùng cùng cái gì đây, tống đánh đó, chạy quáng quàng căng vắt lên vai đến trường vẫn muộn. Chúng mình vừa đọc bài thơ đi đến nơi về đến chốn. Rồi, khen bài đan, chạm tay, chạm tay. Cái cây cao. Cao.
rồi. Cây. Cây thông. Đúng rồi. Thóc. Đúng rồi. Cây. Cây. Đúng rồi. Cây. Cao. Cao. Đúng rồi, cây cao. Cây cao đâu? Cây cao. 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 Cây. Cây thấp. Đúng rồi, cây thấp. Mai đang xếp cho công việc nè. Mai đang xếp cho công việc màu gì đây? Hồng. Đúng rồi, xếp nhá. Công việc hỏi nào. Màu hồng. Hồng cao. Đúng rồi, màu hồng cao. Màu xanh. Màu xanh cấp. Chính xác. Canadan. Yeah. Mai đang ơi. Dạ. Cô có con gì đây? Gấu. Con gấu sống ở đâu? Rừng. À, đứng ở trong rừng. Cô có con gì đây? Con voi. Con cá gì nhỉ? Con cá gì? Con cá voi. À, đúng rồi, con cá voi. Con cá voi sống ở đâu? Biển. À, đúng rồi, dưới biển. Cô có con gì đây? Voi. Con voi sống ở đâu? Đúng rừng. À, đúng rồi, sống ở trong rừng. Mai Lan ơi, cô có con gì đây? Con chim. À, con chim. Con chim bay ở đâu nhỉ? Bay ở đâu? Bay ở trên gì? Bay. Ở trên gì nhỉ? Trên gì? Trên trời. Trên trời. Con chim bay ở đâu hả Mai Lan? Trên trời. À, đúng rồi, ở trên trời. Ok Mai Lan nào. Yeah. Mai Lan ơi. Dạ. Hôm nay cô và Mai Lan cùng đọc truyện chơi trốn tìm cùng các loài chim nhá. Có à. Con bỏ chân xuống nào. Mai Lan ngồi đẹp nào. Đúng rồi. Bay thật là nhanh. Là ai thế nhỉ? Vèo. Ai đây? Con én. À đúng rồi, chim én. Ai cất tiếng gáy to vào lúc sáng sớm? Đây là ai? Ai đây nhỉ? Anh gà. Ai nhỉ? Con gì nhỉ? Con gà. Con gà gì? Gà trống. Gà trống gáy thế nào? Đúng rồi. À, bắt trước tiếng người là ai thế nhỉ? Con gì đây? Con gà. Đúng rồi, con vẹt, giỏi quá. Ở công viên quảng trường thường hay có mặt. Đây là ai? Ai nhỉ? Chim gì nhỉ? Chim bồ câu. Đây là ai thế nhỉ? Chim bồ câu. Đúng rồi. Bay trong đêm tối, bố bé là ai? Ai đây nhỉ? Cú mèo. À, cú mèo, cú mèo kia thế nào? Ừ, đúng rồi. Có nhiều hoa văn, vừa tròn vừa đẹp. Đây là ai? Chim công. À, đúng rồi, chim công. Chạy rất là nhanh, bố bé đây là ai nhỉ? Kêu. Gà gì? Gà. Cái lượng chạy như nào? Ôi, đúng rồi. Cuối cùng, có mỏ thật lớn. Đố bé là ai? Ai đây? Ô, ai? Chim gì nhỉ? Chim. Chim tú căng. Chim tú căng. Chim tú căng. Chim cung căng. Rồi, cô khen Mai Lan nào. Yeah. Mai Lan cô có nhiều. Nhiều quen. Nhiều quen nha. Cô cho Lan này. Nhiều quả. Ngoan thế. Ta xuống đây. Đặt sang một bên nhá. Bây giờ, Mai Lan nhìn cô người xếp này. Xếp. Rồi, đang xếp giống cô đi. Cô xếp hình gì đây? Tam giác. Đúng rồi, thì Mai đang xếp giống cô đi. Đây, đặt vào xong. Xong chưa? Xong rồi ha. Mai đang xếp hình gì đây? Tam giác. Cô Nguyễn xếp hình gì? Tam giác. Hai hình tam giác giống nhau. Đúng rồi, hai hình này thế nào nhỉ? Giống nhau. Đúng rồi, hai hình giống nhau. Đang nhìn công việc xếp nhá. Rồi, đang xếp đi. Đang xếp xong chưa? Xong.